cho hàm trùng vương, thấy không? Tìm giá trị map miên nè, ở đây người ta không có cho đoạn đúng không? Thì nhớ đến bảng biến thiên, bước 1 tập xác định đi. Rồi là gì? D bằng R, đa thức mà. Y phẩy đi, 4x mũ 3, trừ cho 4x. Cho y phẩy bằng 0 đi, bấm máy tính ra nhiêu, máy nghiệm. Một nghiệm bằng 0 nè, một nghiệm bằng mấy? Bằng 1 nè, một nghiệm bằng trừ, trừ 1. Chốt chưa? Rồi nhìn lên tập xác định. Do tập xác định nên những cái hàng này đều nhận hết đúng không? Sau đó lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên, x, y phẩy, cố gắng tự bản thân mình nói đi, là nói không có nghe nổi đâu. Cộng vô cùng, xếp nghiệm, trừ 1, 0, 1, muốn làm giáo viên mà không tập nói thì sao được. Phương trình bậc mấy, phương trình bậc 3, máy nghiệm, 3 nghiệm, trong trái, trong là trong cùng á, trái dấu A, dấu gì? Trừ, qua nghiệm đổi dấu, cộng, trừ, cộng, đi xuống nè, đi lên nè, đi xuống nè, đi lên nè, nãy tính ra giá trị này nhiêu? 2 đúng không? Đây 0 đúng không? 3. 3. Đây 2 đúng không? Rồi tính hai cái đầu mút này làm cách nào? 1 là dùng máy tính Casio. Bằng cách là gì? Bấm y chang cái hàm y của người ta cho. Sau đó bấm con. Con có chữ C không? C A L C O hả? Bấm con, sau đó nhập x, tiến về trừ vô cùng, bấm 10 mũ máy, trừ 10 mũ. Trừ 10 mũ. Mũ 10. Còn nếu x tiến về gì cộng vô cùng thì bấm x là gì? 10 mũ cộng vô cùng là số cực lớn đó chị. 10 mũ 10. Có nhiều giáo viên người ta ghi là 10 mũ 9 thôi cũng được, 10 mũ 10 cũng được. Được chưa? Mà cần chi bấm thì hàng này tiến về vô cùng đúng không? Trừ vô cùng đúng không? Nhìn vô cái bậc cao nhất. Thế trừ vô cùng vô. Ra gì? Trừ vô cùng mà mũ 4 lên ra gì? Là sai nè. Đúng rồi đó, còn hiểu đó. Tại vì mũ chẵn, tiếp tục thế trừ cộng vô cùng vô nè. Cái gì? Mũ 4 lên, cộng vô cùng, kẹp không? Đó là cách lẹ, khỏi cần phải bấm máy tính. Rồi nhìn vô những con số này đi. Nhìn vô những con số nha. 2, 3, 2. Hàng nào là mát, hàng nào là miên. Cẩn thận, mát là cái số lớn nhất trong tất cả những hàng này. Miên là cái số nhỏ nhất trong tất cả những hàng đó. Mát đâu? Nhiều, mát. Cộng vô cùng là không phải là một con số. Nên nó không phải là giá trị mát miên. Mát có không? Ba sao được? Nó tiến về cộng vô cùng có khả năng có số 4 không? Có khả năng có số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 không? Vậy là có cái số nào cố định không? Không, mát không có. Tiếp miên. Miên là cái số nhỏ nhất trong mấy cái số là khoanh đó. Số mấy? Có cái số nào nhỏ hơn 2 nữa không? Không, lấy số 2. Hiểu không?